Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đạo bài chung có chủ đề bạn khiến họ nhận ra điều gì. Trước mặt các bạn là 4 tụ bài với 4 câu hỏi như sau. Một đó là năng lượng của mối quan hệ, 2 là câu hỏi chính bạn khiến họ nhận ra điều gì, 3 là họ nghĩ gì, hiện tại họ nghĩ gì về mối quan hệ, có nghĩa là sau khi họ nhận ra cái điều gì đó ấy, thì họ nghĩ gì về mối quan hệ này. Và câu hỏi cuối cùng nó chính là họ có cái dự định kế hoạch như thế nào trong tương lai. Cái họng của mình thì cũng chưa khỏi hẳn mà mình thì cứ bị thôi thúc trả bài, cho nên là hôm nay thì mình sẽ nói ngắn gọn thôi các bạn nhé. Trước hết là mình sẽ trách năng lượng của mối quan hệ. Câu 1, Empress, The Moon, Chính Kiếm. Mình có cảm, mình mặc dù đây là trách năng lượng nhưng mình thấy có vẻ như cái người trong câu chuyện của bạn ấy, đối phương của bạn, họ đã nhận ra bạn là ai trong mối quan hệ rồi. Năng lượng Empress ấy thì một là họ nhận ra bạn chính là năng lượng của người vợ, người mẹ tuyệt vời, bởi vì Empress là hoàng hậu, vợ của vua, mẫu nghi thiên hạ. Và từ Empress chúng ta cảm nhận được một năng lượng của tình yêu, của sự dịu dàng, của sự thấu hiểu, của tình yêu bản thân. Và các bạn biết không, có một cái sự thật là đàn ông rất bị thu hút bởi những người có tình yêu bản thân, bởi vì nàng có tình yêu bản thân cho nên nàng rất là tự tin, nàng đẹp, nàng hồn nhiên, cái vẻ đẹp hồn nhiên, cái vẻ đẹp tự nhiên, cái vẻ đẹp có một cái gì đó nó toát ra từ cái tình yêu bản thân ấy, nó khiến cho họ bị thu hút. Và bởi vì nàng có tình yêu bản thân cho nên nàng đầy đủ cái tình yêu từ bên trong, ở gần nàng luôn tỏa ra một cái gì đó rất là êm dịu, sự đủ đầy, sự no nê, ở sự may mắn, sự an lành. Họ nhận ra cái điều đó. Thì cái này ấy, nó là năng lượng, cái là một là họ bây giờ họ mới nhận ra, hoặc là họ đã nhận ra rồi, nhưng giữa hai người luôn có những cái năng lượng của The Moon, có nghĩa là có một cái gì đó rất khó để mà họ có cảm giác nó rất là mông lung, nó rất là khó, nó có một cái gì đấy mà giống như họ biết rõ rằng bạn là Empress nhưng mà có cái một khoảng cách, một cái lý do nào đấy không thể đến gần. Và năng lượng Chính Kiếm là họ suy nghĩ, thậm chí là họ rất là khổ tâm về cái năng lượng này, về cái chuyện này nhá. Mình thấy sau khi sau một thời gian họ suy nghĩ, Empress còn lại đại diện cho một năng lượng là nhận ra giá trị của bản thân mình và quay về yêu thương bản thân mình ấy, không coi họ là trung tâm nữa. Bởi vì khi nào mà xuất hiện, khi mà Empress xuất hiện Emperor thì chứng tỏ là nàng đã có chồng đấy, và cái đối tượng đấy chính là điểm quan tâm của nàng. Nhưng một khi Empress xuất hiện mà không có bất kỳ, không có Emperor thì trong nàng không có ai cả, bởi vì Empress chỉ yêu một mình Emperor mà thôi, và ngược lại các bạn nhé. Cho nên là có thể là cái người nữ này đã nhận ra giá trị bản thân và nàng không coi cái người đó là Emperor nữa, cái đối phương đó, và nàng quay về yêu thương bản thân mình, khiến cho người này hay suy nghĩ, thậm chí là khổ tâm rất là nhiều. Năng lượng của Page of Pentacles là anh ta mới nhận ra rằng anh ta tiếc nuối. Mình thấy có sự tiếc nuối ở đây, có sự muốn làm lại ở đây, có sự theo kiểu làm từng bước muốn tiến lại gần. Nhưng mà giữa hai người mình có cảm giác như người nữ đấy họ quay lưng lại thành Queen of Swords. Queen of Swords các bạn phải hiểu là nếu mà cái từ Queen ấy, từ Queen này này mà dịch đúng ấy, thì theo, mình không biết, mình không rõ về tiếng Anh lắm, nhưng mà mình nếu mà mình từ dịch từ tiếng Anh ra ấy, còn mình không biết mình có hiểu đúng hay không, thì Queen giống như là người tên là nữ hoàng, dịch là nữ hoàng. Vậy thì nếu mà nữ hoàng ấy, chính xác là nữ hoàng thì đó là người phụ nữ làm vua, các bạn hiểu không ạ? Và nếu mà xét trong Tarot thì nó đúng ở chỗ là trong bộ bài Tarot chỉ duy nhất có một người đàn ông, có một người làm vợ thôi, đó chính là Empress. Còn Queen ở đây là nàng không thuộc về ai cả, nàng là nữ hoàng của chính cuộc đời mình. Cho nên năng lượng của Queen of Swords ấy là nàng năng lượng của Queen of Swords thì thường là phụ nữ rất là sắc sảo, thông minh, theo kiểu võ tắc thiên ấy. Cho nên là nàng quay lưng lại. Cái người nam kia thì cũng giữ một cái tự tôn, không tiến đến, không nhận sai, không có một cái thái độ là rằng là ta đã nhận ra ta yêu nàng hay như thế nào đấy. Còn người này thì họ quay lưng lại rồi. Có nghĩa là với cái giá trị tình yêu bản thân, họ nhận ra rằng nếu họ còn tiếp tục với cái người kia thì chỉ làm tổn thương họ mà thôi, chỉ làm mất thời gian của họ mà thôi, và chỉ chuốc lấy những tổn thương cho mình mà thôi. Và mình thấy có sự quay lưng lại, nghĩa là họ quay lưng lại hầu như là họ nghĩ rằng đã lúc họ phải rời đi, họ phải quay đi rồi. Thì mình thấy ở đây ấy là năng lượng của 8 xu thì mình nghĩ là đây là có cái sự tập trung vào cái hành trình của mình. Giống như đây là mình thấy năng lượng nữ này chứ không phải là năng lượng nam nữa. Nghĩa là mình thấy nàng tập trung vào công việc, nàng tập trung vào củng cố cuộc sống cho mình, và nàng luôn tin tưởng vào một tình yêu đích thực, một tình yêu tốt đẹp trong tương lai. Có nghĩa là nàng luôn tin rằng rồi nàng sẽ gặp được một người xứng đáng, nàng sẽ có một cái mời ly xứng đáng, chứ không phải là gặp một cái người đàn ông cứ luôn luôn
theo kiểu là bỏ mặc nàng, thiếu tôn trọng nàng nữa. Đó là năng lượng của mối quan hệ để các bạn có thể định hướng được là đây có phải là cả bài dành cho bạn không nhé. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai mà mình đặt ra ở đây, đó chính là bạn khiến cho họ nhận ra điều gì. Bạn làm cho hay là bạn hay bạn khiến cho thì cũng như thế nhé, bởi vì từ Hán Việt khiến chính là làm cho. Khách nào shop ai ập khắp chín cốc. Với câu hỏi là bạn khiến cho họ nhận ra điều gì thì mình thấy rằng họ nhận ra rằng họ chính là một king of short, họ là một ông vua của sự thao túng kiểm soát. Đó, và chính vì cái sự thao túng kiểm soát đấy mà họ luôn, ví dụ như các bạn nhìn ở đây bạn thấy thú vị này, một cốc cộng với chín cốc là thành 10 cốc đúng không, nhưng mà họ họ trẻ hoe nó ra ở chỗ là họ biết chỉ cần có một cốc nữa thôi cộng với chín cốc là họ đã có 10 ly rồi, nhưng mà họ cứ trẻ hoe nó ra để mãi mãi rằng chín cốc luôn thiếu đi một cốc để trở thành 10 ly đấy, trở thành 10 cốc. Cho nên họ nhận ra rằng chính cái sự kiểm soát cảm xúc của họ, chính sự tự cao tự đại của họ, sự thao túng của họ, cái tự tôn của họ mà khiến cho mối quan hệ luôn có năng lượng của the devil, nghĩa là một cái con quỷ vô hình, mà con quỷ này chính là con quỷ của sân, của tham, sân si. Các bạn biết không, tham ấy luôn luôn giữ một cái gì đó cho mình, sợ người khác như thế nào, cái năng lượng của nỗi sợ nó bắt đầu từ tham rồi các bạn ạ, chứ không phải là sân. Ví dụ như là khi mà họ, lý do tại sao họ lại phải đề phòng, họ lại kiểm soát cảm xúc với bạn, bởi vì nó phải có lý do, mà những cái lý do đấy dù là lý do gì, dù là lý do họ sợ rằng là sẽ có những người khác hơn bạn, cho nên họ không quyết định vội thì nó cũng là tham. Họ sợ làm tổn hại đến họ, ví dụ họ đến với bạn thì họ sẽ vất vả, họ sẽ nhọc nhằn, họ sẽ phải mất mát cái gì đó, đó cũng là tham. Họ nghĩa là dù dưới cái hình thức nào, ý của mình muốn nói ấy, lý do gì thì đó cũng là tham. Họ nhận ra điều đó và họ nhận ra rằng chính con quỷ tham lam đấy đã ngăn chặn tình yêu của hai người, đã làm cho hai người có cái tình yêu như thế này. Mình thấy có xu hướng là một là sáu cốc là họ muốn tiến đến bên bạn lặp lại từ đầu, hay là họ nhận ra rằng bạn mới chính là sáu cốc của họ, mới chính là một cái tình yêu dịu dàng, một tình yêu ngây thơ, một tình yêu thuần thuần khiết của họ. Nhưng mà khi họ nhận ra cái điều đó thì bạn đã trở thành một pair of shots rồi. Mình nghĩ là bạn, năng lượng của nữ thì không quá gay gắt đâu, kiểu nai mới là gay gắt, nhưng mà pair ở đây là nàng nói rõ ràng, nàng vạch ra một cái giới hạn nhất định, cái năng lượng, cái tư thế trong kiếm đây là nàng nhận ra một cái nhất định là không, tôi không còn yêu anh nữa đâu đấy, theo cái kiểu giống như thế. Thực ra thì không hẳn là tôi không còn yêu anh nữa đâu, nhưng mà họ muốn chứng tỏ cho người nam biết rằng họ có một ranh giới của họ, và tình yêu với cái sự kiểm soát của người nam thì không bao giờ họ chấp nhận bước vào cuộc sống của họ nữa, hoặc là họ nói như thế nào đó để người nam hiểu được rằng anh ta đã cư xử thế nào đó để cho họ không còn dám yêu anh ta nữa đó. Bạn bạn hiểu vấn đề không? Và năng lượng chín xu, mình thấy họ tập trung vào bản thân, họ có niềm kiêu hãnh riêng, sự giàu có riêng trong thế giới của họ. Và năng lượng của Queen of Cups là mình thấy với cái lá bài Queen of Cups này và The Lover này thì mình thấy họ tin họ chính là bạn hoặc đối phương của bạn, họ tin rằng họ đủ cái tố chất để có được cái The Lover đúng nghĩa, và họ tin tưởng vào điều đó. Và mình thấy là họ cầm trên tay một chiếc cốc và họ tin rằng với cái tình yêu thương của mình có đủ khả năng, và cái chín xu của mình nghĩa là tình yêu thương bản thân này, và tình yêu thương nó xuất phát từ trái tim ấy, họ sẽ có đủ khả năng để họ gặp được một người yêu đích thực của họ, một người cho họ mà hạnh phúc xứng đáng nhé. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba đó là cái người nam đó, sau khi mà cái người nữ làm cho họ nhận ra được là lý do vì sao mà mối quan hệ nó lại có năng lượng của the devil, và tại sao người nữ lại cư xử với họ như thế, thì họ suy nghĩ gì về mối quan hệ của hai người. Mình thấy năng lượng của Temperance thì mình nghĩ là cái Temperance này ấy, một là họ đi tìm một mối quan hệ cân bằng cho họ, giống như là họ muốn một mối quan hệ cân bằng, một mối quan hệ phù hợp, nhưng mà người nữ lại không thể mang lại cái năng lượng đấy, ví dụ về hoàn cảnh, về tuổi tác, về khoảng cách, hoặc về bất kỳ một cái điều gì đấy khiến cho họ thấy hai người không cân bằng, cho nên là họ cảm thấy nó mông lung, nghĩa là vì không cân bằng, vì luôn đặt ra một cái tiêu chuẩn đó là phải cân bằng, và vì đặt ra tiêu chuẩn đấy thì mới thấy mông lung, bởi vì có cái gì nó khớp với cái gì đâu các bạn, trên đời này nó chả có cái gì vừa vặn cả. Nói thật với các bạn là mình phải cảm ơn cái trận ốm này, bởi vì nhờ có trận ốm mà mình mới dừng lại để mình xem cái bộ phim cuộc đời của Đức Phật ấy. Hôm nay mình mới xem đến tập 21 thôi, nhưng quả thật mình ngộ rất nhiều điều, và đó là lý do hôm nay mình lại đổi lại cái tên là Minh Triết Tarot cho cái khu vườn xinh đẹp của Hiền Thư. Cho nên là
Mình ngộ rất là nhiều điều rằng tất cả chúng ta, tất cả những cái gì nó xảy đến với chúng ta đều do chúng ta cả, chứ chẳng do ai hết, đúng không? Bởi vì nếu người này họ không đòi hỏi sự cân bằng thì nó sẽ không đẻ ra nhiều chuyện như thế. Bởi vì chúng ta yêu cầu, chúng ta đặt ra tiêu chuẩn là phải cân bằng, phải thế này, phải thế kia thì chúng ta mới nhìn thấy vấn đề. Còn nếu chỉ đơn giản là yêu thôi thì có gì mà ta phải nhìn thấy đâu, đúng không? Trong Thái tử trước khi mà giác ngộ ấy, trước khi trở thành bậc giác ngộ thì Thái tử là có nhiều câu nói mà chúng ta cảm thấy là mặc dù ngài là một người bình thường nhưng ngài lại thông tuệ hơn chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như là trong hôn lễ của Thái tử mà có vụ cái bà thím ấy, mình không nhớ tên đó, bỏ cái con bọ cạp vào thì công chúa mới nói rằng là tại sao ai lại đối xử với chúng ta như kẻ thù vậy, đại loại là thế. Thì Thái tử có nói một câu là đây không có ai là kẻ thù hết, tất cả chỉ là người thân thôi, và nàng hãy thoát ra khỏi nỗi sợ của nàng đi, chính nỗi sợ mới hành hạ chúng ta. Hay là khi mà trong hôn lễ của Thái tử thì có một cái cô kỹ nữ mà đến mức các quốc vương cũng phải say đắm ấy, tìm đủ mọi cách để dùng nhan sắc để mà quyến rũ ngài. Thì lúc mà cô ta đề nghị là cô ta muốn gặp Thái tử trong chốc lát thôi và tại thời điểm này, thì trước khi mà mà cô ta nói, như là cô ta nói như thế thì Thái tử đồng ý. Thái tử đồng ý là ta sẽ gặp nàng, đúng không? Ta sẽ gặp nàng, ta sẽ tùy nàng sắp đặt. Thì công chúa quay sang nhìn Thái tử với một cái vẻ mặt rất là thất vọng, thậm chí là đau lòng. Nhưng mà sau khi Thái tử nói xong, bởi vì Thái tử là người rất khéo, nghĩa là ngài không từ chối ngay, bởi vì ngài từ chối thì ngài sợ sẽ làm cho cô ấy bẽ mặt trước bao nhiêu người, cho nên là Thái tử mới nói rằng là ta đồng ý với sự sắp đặt của ngài, của phu nhân, nhưng bây giờ ta không còn độc thân nữa, ta có cô ba rồi. Cô ba là tên của, nghĩa là Thái tử hay gọi công chúa là cô ba ấy. Ta có cô ba rồi, cô ba là ta và ta cũng là cô ba. Vậy thì khi mà công chúa nói rằng là từ đầu công chúa ghen, nghĩa là có sự thú nhận ghen, và sau đó thì khi mà nghe Thái tử nói như thế thì nàng cảm thấy rất là hổ thẹn. Thì các bạn biết là Thái tử nói là điều gì không? Thái tử nói rằng là bởi vì cái sự ghen đó chính là tình yêu của nàng. Vậy thì có nghĩa là khi chúng ta yêu thì chúng ta ghen, đúng không? Đó là sự bình thường. Vậy thì nếu người ta không đặt đó là tình yêu, ta không đưa ra những tiêu chuẩn rằng là nếu mà yêu thì cái người đó chỉ là của ta thôi, không phải là của ai khác, thì chúng ta sẽ không ghen. Nhưng ngược lại, tại sao Thái tử lại nói với cô kia là bây giờ ta đã có cô ba rồi, cô ba là ta cũng là cô ba, thì có nghĩa là gì? Là người ngài muốn dành sự trân trọng tuyệt đối, một tình yêu mà ngài nói rằng ngài có trách nhiệm phải gìn giữ trong 7 kiếp ấy. Các bạn hiểu vấn đề không? Thì qua những câu chuyện như thế, chúng ta sẽ thấy được rằng mọi sự đau khổ đều do chúng ta cả. Nếu mà không đạt ra sự cân bằng này, có nghĩa là mình phải lấy một cái người nào nó cân bằng, mình phải đạt được cái điều gì, phải có tiêu chuẩn gì thì nó sẽ không khổ, đúng không? Đấy chính là khi chúng ta, chung nhiều khi mình nói thật nhé, xin lỗi các bạn thì mình phải nói là có rất nhiều người học Phật nhưng mà chỉ đọc thế thôi mà không hiểu. Nói thật, mình nói đây ai mà cảm thấy tự ái thì xin lỗi các bạn. Nhưng mà quả thực khi chúng ta nghe, chúng ta phải ngộ ra cái điều đấy. Chúng ta phải ngộ ra rằng tất cả mọi thứ nó đều là do tiêu chuẩn chúng ta đặt ra thôi. Và chính chúng ta đặt ra sự cân bằng, cái người đó họ đặt ra cái sự cân bằng, họ đòi hỏi sự cân bằng, họ đòi một cái gì đấy. Và khi có cái gì hoàn hảo đâu các bạn, chả có cái gì hoàn hảo hết. Cho nên là nó mới rơi vào năng lượng của The Moon, họ mới không đạt được cái điều đấy. Và họ không đạt được điều đấy thì họ thất vọng. Họ thất vọng thì họ không muốn tiến đến nữa. Và họ luôn đặt ra rằng họ phải The Medicine, nghĩa là họ phải làm chủ cuộc sống của họ, làm chủ có hai cách theo ý của người này. Một là họ phải đạt được cái điều gì đó thì họ mới kết hôn. Hai là nếu không đạt được thì họ sẽ sống theo cách của họ và họ cứ bỏ mặc cái người còn lại. Năng lượng của ba cốc nghĩa là nó thành một cái kiểu mối quan hệ mập mờ mà mình đã cắt bỏ khỏi hình thư tarot rồi á. Nó cứ thành ba cốc là mối quan hệ mập mờ và nó gây đau khổ cho đối phương. Các bạn biết không, hôm nay mình nhận được hai thông điệp. Mình luôn tin rằng tất cả những gì mình đọc được nó đều là thông điệp, có nghĩa là dù chúng ta yêu ai mà chúng ta làm tổn thương cái người đó, dù họ đang còn đau khổ hay đã nguôi ngoai, thì chúng ta cũng cần phải sám hối, bởi vì ta đã vô tình làm đau khổ một người đó. Có nghĩa là chúng ta yêu thương ai đấy mà người ta không đáp lại tình thương cho họ, mà ta làm thế nào đó để cho họ đau khổ, thì chúng ta cũng cần phải sám hối. Và mình tin cái điều đấy. Cho nên người này họ vô tình họ làm tổn thương các bạn, họ làm tổn thương và họ đang phải chịu cái nhân quả. Và tất cả những cái gì nó diễn ra nó thuộc về chớ tịt này, nó cần phải cân bằng. Cho nên là trước đây họ từ chối các bạn thì bây giờ cái nhân quả nó lật lại là bạn lại từ chối họ, để họ cảm nghiệm thấy cái điều đó thôi. Cái người này ấy, mình thấy họ có cái năng lượng của sự kiêu ngạo ngầm. Kiêu ngạo ngầm có nghĩa là có thể là từ trước đến nay họ luôn là trong cái thế là họ từ chối người khác, và khi họ từ chối thì họ luôn nghĩ là họ chả làm gì sai hết.
Cho đến khi họ gặp bạn thì họ 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 vẫn theo cái kiểu giống như là họ cư xử với người khác, nhưng bạn ấy chính là một bài học của họ. Bạn ở đây là tùy bạn nhận ra là bạn hay là đối phương nhé, chính bạn nhận ra bài, chính bạn giúp họ nhận ra bài học. Có nghĩa là trước đây họ cứ vô tư thoải mái là họ không thích ai, thì ví dụ họ yêu xong là họ hứa hẹn đủ thứ mọi thứ ấy, xong là sau đó thì họ cứ theo kiểu là các bạn cứ tưởng tưởng tượng là lùi dần, hay dùng một cái từ thô là quất ngựa truy phong, hoặc là yêu xong là cứ nhạt dần ấy, kệ, nghĩa là lời hứa nói ra thì coi như là mặc kệ luôn, nghĩa là tôi không có trách nhiệm, tôi cứ lờ đi, coi như tôi quên đi là xong đấy. Họ luôn cư xử kiểu như thế, người này mắc một cái karma như thế. Cho nên là đến khi đến bạn thì buộc họ phải đối diện với chính mình. Còn trước đây thì họ cứ làm như thế và nó không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì bạn phải hiểu rằng là tất cả mọi thứ nhân quả nó phải đủ duyên thì nó mới trổ ra. Thì đến bây giờ cái người này nó bị trổ quả ra, có nghĩa là bây giờ họ mới thấm đẫm cái nỗi đau của một người, của cái việc là mình yêu một người và cái người đấy lại từ chối mình, người đó lại không muốn yêu mình, bởi vì người này họ rất kiêu ngạo các bạn ạ. Người này có một cái karma, hai cái karma, một là karma của sự kiêu ngạo, hai là karma của cái sự trốn tránh. Họ luôn họ có hai cái karma đấy và trước đây họ không làm sao cả, nghĩa là họ nó cứ diễn ra khoảng hai ba mối tình, hai ba mối quan hệ và họ thấy nó chả có vấn đề gì, nhưng họ không nhận ra nó chính là cho tỉ, cho đến bây giờ nó đủ duyên thì nó trổ ra và họ mới cảm nhận hết được toàn bộ cái nỗi đau, cái sự xấu hổ dằn vặt day rất khó chịu của cái việc là mình bị người khác từ chối như thế nào. Và cái người này bởi vì bản chất của họ vốn là kiêu ngạo cho nên khi họ bị từ chối thì họ vô cùng đau khổ, các bạn hiểu vấn đề không, mà họ lại không không thể hiện cái sự đau khổ đấy ra, họ ngấm ngầm họ cất giấu nó đi thì nó lại càng nặng nề hơn. Thực ra ở đây không có cái gì là sự trừng phạt cả đâu, chúng ta đừng nghĩ đó là sự trừng phạt nó nặng nề, mà chỉ đơn giản là đến lúc họ phải quay vào bên trong rồi, họ buộc họ phải quay vào bên trong, họ nhìn thấy vấn đề của họ rồi. Nếu mà các bạn xem phim Cuộc đời của Đức Phật, các bạn sẽ thấy là Đức Phật trước khi giác ngộ thì ngài đã có cái sự làm việc với bên trong của mình bằng cách là cứ mỗi khi ngài gặp một cái chuyện gì đó thì ngài thường đến một cái khu rừng và nó hiện ra hai con người, như là một cái con người sân si ấy đấy nói chuyện với ngài, hoặc một con người buồn buồn đau nói chuyện với ngài, và ngài càng tránh thì nó càng đuổi theo. Cho đến khi mà ngài dám nhìn nó bảo nhìn ta đây, hãy nhìn ta đây, đừng có trốn tránh nữa, thì khi mà ngài nhìn vào nó hay tự nhiên nó biến mất đấy. Cho nên là mình rất mong là các bạn, những ai mà có khao khát thay đổi, các bạn xem phim Cuộc đời của Đức Phật, các bạn sẽ nhận rất nhiều bài học các bạn ạ. Thì cái người này cũng như thế, đến cái lúc họ phải đối diện với chính họ rồi, họ phải nhìn vào con người của họ rồi. Thực ra chúng ta đừng hả hê, chúng ta đừng cho rằng quá đáng à, quả báo hay là đáng đời ấy, mà chỉ cần chỉ hiểu rằng năm 2023, năm của con số 7 là năm mà chúng ta phải quay vào bên trong, và người này đến lúc họ cần phải làm như thế rồi các bạn nhé. Thì mình thấy có xu hướng là họ quay vào bên trong đây, năng lượng của khi ngọc sót ở đây không còn là hình ảnh của một cái ông vua mà cứ dương cao thanh kiếm ấy để lăm lăm kiểm soát và thao túng nữa. Họ có xu hướng họ quay về, họ nhìn sâu vào bên trong, họ nhìn sâu vào cái việc là họ đã làm gì với bạn, họ để bạn cô đơn như thế nào, họ đã để cho bạn bị vật vã vật lộn với cô đơn như thế nào, còn họ cứ dửng dưng như thế nào. Và năng lượng của King of Pentacles ngoài cái việc dửng dưng này để giữ cái có cái lợi cho mình ấy, nghĩa là không làm mình tổn hại ra, thì còn họ còn thấy một năng lượng là chính cái sự quay lưng của họ, chính sự bỏ mặc của họ đã khiến bạn trở thành King of Pentacles, nghĩa là bạn giống hệt họ ngày trước. Mình thấy đây có cái sự đổi ngôi các bạn ạ. Trước đây là họ là King of Pentacles thì bây giờ bạn chính là King of Pentacles luôn. Có nghĩa là bây giờ trước đây họ luôn lấy cớ là họ vì công việc đúng không? À, họ vì công việc, họ vì sự nghiệp, họ yêu sự nghiệp hơn tất cả. Thì đến bây giờ họ thấy chính bạn, họ thấy bạn trong chính họ luôn. Họ mới thấy rằng yêu phải một cái người mà chỉ biết công việc thôi và chả đếm xỉa gì đến mình cả, không cần mình nữa. Coi như tôi không cần nữa, tôi không yêu, tôi không cần nữa, thì họ mới nhận thấy chính họ qua bạn, và họ nghĩ lại những cuộc tình đã qua, những người mà bị họ đối xử như thế, và họ phải có sự sám hối, sự quay về bên trong thì cái năng lượng này nó sẽ đi qua. Còn nếu như họ vẫn căng thẳng là một là họ không nghe được cả bài này thì nghĩa là cũng không có duyên, hoặc là họ không nhận ra điều này là không có duyên, và hai là họ nghe mà họ cười khẩy hoặc là họ không tin thì nó cũng chưa đủ duyên. Còn người nào đủ duyên thì tự họ sẽ thức tỉnh, họ hay quay về bên trong, họ làm việc với chính họ thì cái năng lượng này nó sẽ đi qua. Bởi vì mình thấy cái năng lượng nam ấy, năng lượng đối phương của bạn đang có cái năng lượng của sự thức tỉnh nhá, họ đi qua một cái vùng bóng tối để họ nhìn thấy ánh sáng. Cả bài cuối cùng đó chính là mình xem là cái câu hỏi cuối cùng đó là vậy thì cứ dự định và kế hoạch tiếp theo của họ là gì. Mình thấy có xu hướng là họ có sự cân bằng nghiệp ở đây, năng lượng của chất tỳ ở giữa một bên là chính gốc và một bên là khuê đào sót.
ở đây cái ông chín cốc ở đây không giống cái bộ bài khác là cứ ngồi ôm khư khư chín chiếc cốc nữa, mà họ có xu hướng họ đưa một cốc lên giống như có cái sự cầu hòa, dẫn cho thì cũng là họ tự cân bằng các mối quan hệ. Còn ở bên này thì vẫn là khuyên nào sót, vẫn rất lạnh lùng, thì mình thấy rằng là cái sự lạnh lùng của bạn ấy, họ họ không quay lưng nữa. Người này trước đây ấy mà bạn mà lạnh lùng với họ là họ thể hiện ra mặt luôn, họ họ không không còn là chín cốc đâu, nhưng bây giờ mình thấy họ cân bằng lại rồi, họ nhìn về cái chín kiếm của bạn ấy với một sự thấu hiểu, và mình thấy họ muốn cầu hòa, họ muốn hai người có sự cân bằng, có sự thấu hiểu hơn. Và mình thấy rằng nếu như họ vận hành như thế ấy, thì có năng lượng của chất tỷ à, nó có năng lượng của Wheel of Fortune, có nghĩa là khi bắt đầu họ có tư tưởng là họ sám hối, họ muốn làm lại, họ nhận ra vấn đề của họ và họ bắt đầu hành động, thì cái bánh xe số phận của hai người bắt đầu vận hành. Và mình thấy có sự vận hành ở đây là họ nhận ra rằng chín xu, năng lượng của chín xu có nghĩa là cái chín xu này này, nghĩa là chín xu đại diện cho sự nghiệp, còn một cốc nó đại diện cho tình yêu. Vậy thì họ nói rằng nếu hai cả hai cái này như 9 cộng với 1 thì bằng 10, nhưng họ thấy nó không cân bằng. Nó không cân bằng ở chỗ là nếu ta thực dụng quá, ta chỉ nghĩ về vật chất thôi, thì cái tình yêu mà chỉ có một cốc thì nó không thể làm nên một cuộc tình trọn vẹn được, mà nó phải đủ đầy, nó phải đủ đầy, nó phải có thêm cốc nữa. Nó phải có thêm tình yêu nữa. Vậy thì họ nhận ra rằng họ cần phải buông bỏ nhiều thứ, buông bỏ nhiều cái tôi, buông bỏ nhiều nỗi sợ, buông bỏ nhiều những cái sự cản ngăn từ bên trong, thì họ mới có thể có được một tình yêu trọn vẹn. Có nghĩa là cái dự định và kế hoạch thì ở đây mình thấy cái việc là họ nhận ra nhiều hơn, họ nhận ra, còn họ hành động hay không thì mình vẫn chưa thấy, nhưng họ nhận ra. Và mình nghĩ rằng với năng lượng của Wheel of Fortune thì cái sự nhận ra này mình thấy có cái năng lượng của cái chiều hướng tích cực. Và các bạn nghe đến đây thì dù đây là người cũ của bạn hay là người hiện tại thì xin lỗi các bạn, thì các bạn cũng hãy tin rằng đây là một mối quan hệ bài học để giúp cả hai phát triển và tốt hơn nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy huyền thư tarot mang lại nhiều giá trị tích cực cho bạn thì bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh giúp mình, chia sẻ cộng hưởng dưới video của mình nhá. Các bạn đừng comment bằng icon nhá, rồi không bị trừ lượt view. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.